uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành người ơi đừng giao. Việt Nam có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đó mới là hiền nhân, vì đâu anh nên người tài ba. Phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con xin gửi đến cha mẹ những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn, tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con vì con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu, nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đảm con sâu trọn đời.
trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con lạy mẹ cha ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo con chưa hiểu gì đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn.
có những đêm vô lần, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương, cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Sao cho thương những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Gian nan hy sinh suốt đời cho đàn con, cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sâu nghĩa tình trường sâu. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con hơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Thành lời hỡi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha qua.
lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con, cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sau nghĩa tình trước sau. Lúc con ôm đau người đêm trắng đêm, mắt sâu thâm quầng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già. Để cử hành lễ tang được trang nghiêm và kính cẩn, tôi mong rằng tất cả các quý vị tắt toàn bộ hệ thống điện thoại di động. Xin chân thành cảm ơn. Uen Ske Hradice, huyện Zlín, Kraj, tỉnh Cộng hòa Séc. Cử hành tang lễ Maratice ngày 12 tháng 1 năm 2022. A Di Đà Phật, cung kính đại đức Thích Từ Phước cùng các vị Phật tử chủ trì chùa, chủ trì chùa Karovali, Cộng hòa Séc. Kính thưa các vị đại biểu đại diện Hội đoàn người Việt Nam trên lãnh thổ Cộng hòa Séc. Kính thưa các vị thân bằng cố hữu, đồng niên, đồng hương, đồng nghiệp của hương linh ông Nguyễn Xuân Trường. Ngày 3 tháng 1 năm 2022, cộng đồng chúng tôi vô cùng bàng hoàng, đau xót nhận được tin ông Nguyễn Xuân Trường sinh ngày 10 tháng 8 năm 1966, thôn Đại Vượng, xã Đại Nguyên, huyện Thanh Nam, tỉnh huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, mặc dù đã được tập thể y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, ông không qua khỏi. Ông đã từ trần lúc 13 giờ 20 ngày 3 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 1 tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu, hưởng dương 56 tuổi. Ông ra đi mãi mãi là một tổn thất không gì bù đắp nổi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, thân bằng hữu hữu, cộng đồng người Việt Nam nơi đất khách quê người. Hôm nay chúng ta đông đủ về đây, thép thắp lén hương thơm bày tỏ lòng thành vĩnh biệt ông về nơi yên nghỉ cuối cùng trong giấc ngủ ngàn thu. Tôi trân trọng kính mời toàn thể tang lễ đứng dậy kính cẩn trang nghiêm một phút tưởng niệm hương linh ông Nguyễn Xuân Trường. Oh.
Xin mời tất cả các quý vị. Chúng con cung kính thỉnh cầu Đại Đức Thích Từ Phước cùng các Phật tử, quý vị Phật tử lên làm lễ cầu siêu cho hương linh Nguyễn Xuân Trường. Thank you.
Tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đồng, nguyên chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tại UNSCE, Radice và các vùng phụ cận lên đọc
điếu văn cử hành tang lễ. Chúng con xin cung kính Thầy Đại Đức Thích Từ Phước cùng toàn tăng ni Phật tử. Kính thưa hương hồn ông Nguyễn Xuân Trường, kính thưa gia đình tang quyến, thưa toàn thể bạn bè thân hữu gần xa có mặt trong phòng tang lễ hôm nay. Ngày mùng 1 tháng Chạp năm Tân Sửu, một buổi chiều ảm đạm, gia đình bạn bè xa gần và mọi người đều bàng hoàng xót xa khi nhận được khung tin ông Nguyễn Xuân Trường đã chút hơi thở cuối cùng. Hôm nay tại đây có mặt gia đình bạn bè thân hữu gần xa cùng hội tụ nơi này để tiễn đưa người chồng, người cha thân thương của các con, người ông yêu quý của các cháu, người bạn, người anh, người em yêu quý của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế là than ơi, đất phủ màu tang, trời nghiêng bóng xế, thân trần tục sắc không không sắc, xót bấy bạch câu, mảnh hình hài sinh tử tử sinh, buồn thay phù thế, giận hóa công gây bấy tan thương, trách con tạo bầy chi định nệ, tình phụ tử nghìn thu vĩnh biệt, cháu con đây thương xót bấy nhà thông, cảnh âm dương đôi ngả chia lìa, dâu rể đó ngậm ngùi thương xót bố, nhớ đồng tộc thân thương xưa, phúc hậu làm nền gia phong giữ nế, sống đời kiệm cần quen tính siêng năng, vốn nếp thuần lông chọn đời lao động, sớm tối tảo tần cùng vợ cùng con, từ người lính trở về rời quê hương mang bao khát vọng xây dựng cuộc sống mới, ông Trường đã quyết định đưa gia đình sang Cộng hòa Séc lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Cuộc sống mưu sinh lo toan vất vả, nhưng trong hoàn cảnh nào ông cũng giữ được bản lĩnh, lời nói ôn tồn, tác phong nhã nhặn, sự giao du trên dưới chu toàn, việc làm cần mẫn, thái độ ôn hòa, cách xử thế ngoài trong độ lượng, tạo đoàn kết mọi người thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài xã hội, ông đã chu toàn bổn phận một người em, người anh, người bạn mẫu mực. Trong gia đình, ông đã làm tròn nhiệm vụ người chồng, người cha, người ông gương mẫu, giúp con cháu tu rèn đạo đức, dựng xây cuộc sống với cả tấm lòng thương, với cả tấm lòng yêu thương, cống hiến trọn đời cho gia đình. Cảnh gia đình nhà êm cửa ấm, vun vén từ phước mẹ thổ sinh tiền, đường tử tôn áo ấm cơm no, xuất phát bởi lộc cha còn tiếp kế. Năm 56 tuổi ông Trường về miền Tiên Trúc, cuộc trăm năm đành đoạn chia ly, cuộc đời suốt một cuộc đời ông nuôi con dưỡng cháu mãi vững bền, một trai một gái và một dâu một rể, các cháu nội ngoại ngoan hiền hiếu thảo. Dù cuộc sống phải lo toan vất vả, ông không quên bạn bè một thời sau trước, họ hàng hết thảy đều khen ông đã sống đời kiệm cần liêm chính, tộc họ xóm làng ai cũng lễ trọng quý mến yêu thương. Kính thưa hương hồn ông, thưa toàn thể tang gia và quý vị, đối với quê hương ông lặng trĩu trong lòng, cây có cội nước có nguồn, dù xa quê hương nhưng trong lòng luôn canh cánh phải làm gì để đền đáp
nghĩa nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chính vì thế, ông Trường đã động viên vợ con đóng góp một phần để xây dựng các công trình tâm linh đền đáp tổ tiên. Từ đường làng đến nhà văn hóa mới đều có công góp sức của ông. Và giờ đây, ở quê nhà, một cổng làng to đẹp uy nghi do ông cùng vợ con đứng ra tài trợ xây dựng đã xong, chưa kịp bàn giao. Vậy mà than ôi, không kịp nữa rồi, ông đã ra đi. Ông đã ra đi mãi mãi, để lại tiếc thương vô hạn trong lòng người thương. Tộc họ bà con núi xóm ngoài làng đau xót lắm than ơi, cuộc đời sắc sắc không không, vô thường là vậy. Những tưởng 100 năm dư thừa hưởng thọ, sớm chiều thong thả bước vân du, nào ngờ lâm bệnh hiểm nghèo, 56 tuổi đứt dần phút chốc, phôi phai đường mệnh hệ. Những ngày thọ bệnh Tây y đã lắm thứ, nhưng bệnh ông không hề thuyên giảm. Trong lúc lâm sàng đông dược cũng nhiều môn, mà sức người chẳng khỏe, ôi than ơi, chia cách âm dương đổi thay dâu bể. Năm 2021 tháng 12 vĩnh biệt cõi trần, ngày mùng 1 hồi 13:20 dã từ dương thế. Can thường nghĩa trọng ông đã ra đi, con cháu chưa thỏa lòng dưỡng đáp. Phụ tử tình thân, cây muốn nặng mà gió không ngừng, ôi công dưỡng dục tầy loan nơi sinh thành tựa bể. Cháu con sầu thảm, hoa nọ héo tàn, cảnh vật tiêu điều, cây kia quạnh quẽ, lời vàng đồng vọng nhớ di ngôn, thổn thức tâm cam, sầu tủi ngổn ngang, người người lưu luyến tiếc thương. Nay linh cứu còn trong gia thất, thắp nén tâm đang mong hương, hồn siêu thoát cảnh điêu tiều. Thôi thì còn, thôi còn chi nữa mà mong đời người, thôi thế là xong một đời. Bản thân ông sống sáng ngời, làm gương con cháu đời đời nói theo. Và sau đây tôi xin thay lời bà Đang, là vợ của ông Trường, có mấy lời than thở cùng chồng trước những giây phút chia ly cách biệt. Người ở trần gian, người về hạ giới, nơi vĩnh hằng ngàn thu cách biệt. Tháng ơi, mùa đông về, tiết trời ra lạnh, đang mừng vui gặp cảnh thương đau. Anh ơi, anh ở nơi đâu, cho anh em con cháu chẳng màu khăn tàng. Bây giờ anh xuống suối vàng, mẹ con em cứ ngỡ ngàng chiếm mà bao. Lòng em thương xót khổ đau,
mong sao căn bệnh khỏi mau tức thì. Than ơi, anh mang căn bệnh hiểm nguy, gia đình bác chí hết lòng cứu anh. Nhưng rồi bệnh cứ tăng nhanh, để rồi anh phải về nơi Vĩnh Hằng. Anh ơi, mệnh trời đã định cũng đành, bây giờ anh phải thiệt thòi ra đi. Âm dương cách biệt một khi, anh em còn cháu ngậm ngùi nhớ thương. Suối vàng cách biệt âm dương, vợ chồng chia cắt biến đâu mà tìm. Em như tuyệt vọng chờ mong, ngày đêm em vẫn ngóng trông anh nhà hoài. Anh ơi, nhưng mà đã muộn mất rồi, làm sao tìm thấy anh ơi ơi à trời. Em như đánh mất cuộc đời, để rồi hai ngả mỗi người mỗi phương. Anh về dưới cõi âm dương, còn em côi cút nhớ thương vô vàn. Anh ơi, mẹ con em cầu mong anh sớm được siêu thoát, lên thiên đường gặp chú bác mẹ cha, để rồi sum họp một ý nhà. Anh cầu mong cho con cháu chan hòa ấm mà no. Anh ơi, bây giờ anh nằm ở đây, mẹ con em ngồi ở đây, hai hàng giọt lệ em cứ lúc đầy lúc vơi. Anh ơi là anh ơi, em xin vĩnh biệt người chồng yêu thương nhất của cuộc đời em. Và sau đây, tôi xin trân trọng kính mời bà Ban Nhi Hanabra Ha Mô Vá lên đọc biếu văn tiếng Tiệp. Drahá rodino, milí přátelé, vážení smuteční hosté, smutek, zoufalství, beznaděj a velké množství slz. To je to, co v tuto smutnou chvíli vidím před sebou a také to, co cítím ve svém zlomeném srdci. Bolest, která je v této síni a hlavně v našich srdcích přítomná, vychází z těžké životní ztráty každého z nás. Dnešním dnem nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček, strýc, přítel Tony. Jeho odchod z tohoto světa byl dlouhý
a velmi bolestivý. I přesto můj otec snášel statečně vše, co si pro něj smrt přichystala. Bojoval s ní, nevzdával se a nic jí nedal zadarmo. Do svého posledního okamžiku na tomto světě se snažil, abychom na něj mohli být právem pyšní. Bojoval proti své zákeřné nemoci pro nás, nejen proto, abychom mohl být s námi, ale hlavně proto, aby nám byl vzorem, ukázal nám, že se nikdy nemáme vzdávat, ani když dopředu víme, že vyhrát nemůžeme. Můj otec se stal pro mě a mé blízké ideálem nejenom toho, jak by člověk měl prožít svůj život, ale i toho, jak by si měl svůj život chránit. Dovolte mi, abych vás teď i já trochu jeho životem inspiroval. Můj tatínek se narodil 10.8. roku 1966 v malé vesnici ve Vietnamu. Na své dětství prožité v rodné zemi vždy velmi rád vzpomínal. Do daleké české země se vydal v roce 1997. Počase si přivedl i svoji milovanou, milující rodinu. Stal se úspěšným podnikatelem. Má i sestry výchova se stala pro tatínka vším. Bylo mu jedno, co budeme studovat. Důležité pro něj jen bylo, aby se z nás stali slušní mladí lidé, kteří jsou v životě velmi šťastní. A tento cíl se mu splnil. I proto s námi mohl prožívat naše úspěchy, těšit se se setkání s našimi životními partnerkami, šťastně očekávat narození našich dětí, jeho milovaných vnoučat. Prožíval s námi vše, co správný rodič prožívá, radoval se s námi stejnou měrou, s jakou nás utěšoval ve chvílích zlých. Stal při nás vždy, když jsme ho potřebovali a nikdy ve své lásce k nám, našim dětem a ke své ženě nepolevil. Stejně jak vychovával mě i mou sestru, podílel se stejnou měrou i na výchově svých milovaných vnoučat, které učil nejenom lásce k přírodě, zvířatům, rodné zemi a rodině, především ale lásce k životu. Můj otec naučil mě i moji sestru a naše děti, že úsměv mnohokrát zmůže více než křik, že rozum vítězí nad lidskou hloupostí, že i zvířata mají duši a milují bez podmínek. To otec nás naučil, že vše, co člověka v životě potká, má nějaký vyšší důvod a cíl. Naučil nás, že rodina je nade vše. I zprávu o své nemoci bral jako zkoušku, v níž musí naše rodina obstát, ne jako jednotlivec, ale jako celek. Věřil,
že jeho úkolem při této těžké zkoušce není přežít, ale poučit nás o důležitosti rodiny a síle lidské vůle. Můj otec byl rád, že jeho poslední chvíle na tomto světě strávil v kruhu rodiny, která chápala důležitost rodinné sounáležitosti a lásky. Tatínek celé rodině vštípil svou vážnou nemocí i poslední ponaučení, že smrtí to nekončí, pokud na zemi zůstává někdo, kdo vás miluje. Německý filozof Immanuel Kant si pronesl: nejméně se bojí smrti ti, jejich život má největší cenu. Můj otec se příchodu své smrti nikdy nebál, i když věděl, že je již blízko a vztahuje po něm své ruce. Nebál se, protože věděl, že i když nás opustí, tak s námi navždy zůstane. Zůstane v každém v nás. Bude žít v našich vzpomínkách na společné chvíle. Navždy ho uvidíme při pohledu do očí našich dětí a vnoučat. Při vyprávění rodinných anekdot uslyšíme jeho zvučný, bodrý smích. Ve smutných chvílích našich životů ucítíme jeho laskavý dotyk a tichý hlas, který nám vlévá novou naději do žil. Můj otec Tony sice opustil tento svět, ale dokud my nedopustíme, aby vzpomínka na něj zemřela, tak bude žít i nadále. Bude žít na místě, odkud ho ani smrt nedokáže vyrvat. Bude žít v našich srdcích a my si vzpomínky na něj budeme hýčkat, protože můj tatínek si to zaslouží za to, jakým byl a co pro nás všechny udělal. Milujme ho i nadále, radujme se z toho, kým byl, těžme se z přítomnosti lidí, které tak miloval, a nikdy na něj nezapomínejme. Tony zemřel 3.1.2022 v Uherském Hradišti. V ten okamžik skončilo se velké úsilí žít svůj život více těm druhým, nežli sám sobě. Žít svůj život hlavně své, nade vše drahé rodině. Manželce Daně, dceři Haně a synovi Ondrovi. Tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Phó Chủ tịch Chi hội Cộng đồng Người Việt Nam thành phố Brno và Nam Moldova lên đọc lời chia buồn. Kính bạch Đại đức Thích Từ Phước, kính thưa
hương hồn ông Nguyễn Xuân Trường. Kính thưa ban tang lễ và gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể quý vị đang có mặt trong tang trường. Vào hồi 13 giờ 20 phút ngày 3 tháng 1 năm 2022, Hội người Việt Nam tại thành phố Brno và La Morava nhận được thông tin ông Nguyễn Xuân Trường đã chút hơi thở cuối cùng rời cõi tạm ra đi. Cộng đồng người Việt Nam tại Morava vô cùng thương tiếc vì đã mất đi một thành viên, một người đã hăng say, hăng hái đóng góp trong các hoạt động của cộng đồng tại khu vực Uherský Hradiště nói riêng và Morava cũng như tại Cộng hòa Séc nói chung. Cho phép tôi xin thay mặt cho hội xin được cảm ơn sự đóng góp của ông cho các phong trào của cộng đồng. Kính thưa bà Quả Phụ, chúng tôi thấu hiểu sự mất mát, đau thương của bà vì bà đã mất đi một người bạn đời thủy chung, sắc son. Gia đình ta đã mất đi một cây cao bóng quả bóng cả tỏa mắt tình thương yêu mấy mươi năm qua. Cho phép tôi xin thay mặt cho Hội người Việt Nam tại thành phố Brno và La Morava xin được chuyển lời của hội cũng như của cá nhân Ngài Chủ tịch Trương Công Sứ lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình và cầu chúc cho hương hồn ông Nguyễn Xuân Trường sớm được siêu thoát nơi miền cực lạc. Trước lúc di quan, trong giờ chia biệt, xin cầu chúc cho vong linh ông sớm được siêu thoát. A Di Đà Phật. Tôi trân trọng kính mời ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Uherské Hradiště và các vùng phụ cận, thay mặt lên gửi lời chia buồn. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, cung kính Đại Đức Thích Từ Phước, kính thưa ông Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Brno và La Morava, Chủ tịch Hội dân tộc thiểu số Âu Cơ, kính thưa toàn thể các vị đại diện tổ chức hội đoàn, các cá nhân hiện diện tại nhà tang lễ hôm nay, thay mặt toàn thể thành viên chi hội người Việt Nam tại Uherské Hradiště và các vùng lân cận, xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, tình cảm, nỗi tiếc thương của cộng đồng người Việt Nam tại Uherské Hradiště. Tới tang quyến ủy viên ban chấp hành chi hội Nguyễn Xuân Trường, sau một thời gian lâm bệnh dù đã được các y bác sĩ và gia đình chăm sóc tận tình cứu chữa, do bệnh nặng
không qua khỏi. Ông đã vĩnh viễn ra đi vào hồi 13:20 ngày 3 tháng 1 2022, tức là ngày 1 tháng 12 năm 2021 Tân Sửu, hưởng thọ 56 tuổi. Cộng đồng chúng ta mất đi một phó chủ tịch nhiệt tình, sôi nổi, có tâm, có tầm, đóng góp nhiều thành tích, phát triển, đoàn kết và vững mạnh trong cộng đồng. Chúng tôi mong gia đình sớm dịu nỗi đau thương to lớn này, ổn định cuộc sống để ông Trường thanh thản ra đi nơi vĩnh hằng yên nghỉ. Cầu mong cho hương hồn ông Nguyễn Xuân Trường sớm được siêu thoát về cảnh giới an lành. Được sự ủy nhiệm của Hội Cựu chiến binh thành phố Brno và Nam Morava, tôi trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Brno và Nam Morava lên đọc lời chia buồn. Chúng con xin cung kính thầy Đại Đức Thích Tự Phước cùng toàn thể Phật tử thay mặt ban lễ tang hôm nay, kính thưa tất cả các đồng chí đại biểu đại diện cho các tổ chức, các hội đoàn có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa hương hồn ông Nguyễn Xuân Trường, chúng ta vô cùng thương tiếc biết tin ông Nguyễn Xuân Trường sinh ngày 10 tháng 8 năm 1966 tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Lam, hưởng dương 56 tuổi. Ông đã tham gia quân ngũ từ tháng 8 năm 1985 đến tháng 10 năm 1989 tại quân đoàn 2, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ trung đội phó. Hiện ông là thành viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Brno, Nam Morava, Cộng hòa Séc. Hội được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 2014. Ông tham gia chi hội
cựu chiến binh từ những ngày đầu hội mới thành lập. Ông tham gia nhiệt tình, nhiệt huyết và có trách nhiệm với tất cả các phong trào của hội, được hội đánh giá cao và được mọi người thành viên của chi hội quý mến và yêu thương. Trong thời gian vừa qua, ông mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, được các đội ngũ y bác sĩ cùng gia đình hết lòng cứu chữa và chăm sóc nhưng không qua khỏi. Ông đã sớm tạ thế về theo tiên tổ lúc 1 giờ 20 phút ngày 3 tháng 1 năm 2022 tại nhà riêng. Ông đã mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại. Ông mất đi để lại cho gia đình ông một tổn thất vô cùng to lớn. Ông mất đi và ông mất đi một người chồng mẫu mực. Các con ông mất đi một người bố kính yêu. Bạn bè ông mất đi một người đồng chí đồng đội cùng chí hướng. Chúng ta mất đi một thành viên hội cựu chiến binh Việt Nam. Hôm nay chúng tôi cùng hội tụ về đây đứng trước linh cữu ông. Chúng tôi thép tắp nén hương thơm để kính viếng hương hồn ông và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng được mồ yên mả đẹp, và mong ông chóng được siêu thoát. Mong ông xuống nơi suối vàng yên giấc ngàn thu. Ông hãy chứng giám cho lòng thành kính của chúng tôi. Tôi xin thay mặt cho tất cả các thành viên chi hội cựu chiến binh Việt Nam tại Brno, Nam Morava tại Cộng hòa Séc xin vĩnh biệt ông. Tôi xin trân trọng kính mời đại diện gia đình tang quyến lên có lời chiên cảm tạ trong buổi cử hành tang lễ hương linh ông Nguyễn Xuân Trường hôm nay. Bạch thầy Thích Tử Phước, kính thưa ban tang lễ, kính thưa các vị đại diện cho các hội đoàn, kính thưa các ông, các bà, các cô bác, các anh chị em, bạn bè, thân bằng cố hữu của chồng, cha, ông và anh em chúng tôi là ông Nguyễn Xuân Trường. Thưa quý vị, sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tâm cứu chữa nhưng do bệnh nặng sức yếu không qua khỏi, ông đã ra đi hồi 13 giờ 20 phút ngày 3 tháng 1 năm 2022 nhằm ngày 1 tháng 12 năm Tân Sửu. Đây là sự mất mát rất lớn, không gì bù đắp được. Đối với gia đình chúng tôi, kính thưa quý vị, kể từ khi anh Lâm trọng bệnh cho đến tận những giây phút cuối cùng và ngay cả trong buổi tang lễ ngày hôm nay, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều những sự chia sẻ, giúp đỡ và động viên. Không biết nói gì hơn, gia đình xin cảm ơn. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn tới ban tang lễ,
tới Đại Đức Thích Tử Tự, Thích Tử Phước. Thay mặt gia đình, tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến các tổ chức, đoàn thể, các ông, các bà, anh, chị em, cô dì, chú bác đã bớt chút thời gian, không quản đường xá xa xôi, về đây phúng viếng và tiễn đưa cha, người chồng, người cha, người ông, người anh em của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Và thay mặt gia đình, tôi xin mời tất cả các quý vị để tới dự buổi tang lễ ngày hôm nay. Sau buổi tang lễ, bớt chút thời gian ghé qua gia đình, ghé qua quán của gia đình, dùng nước để gia đình được bày tỏ lòng biết ơn. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Trường ra đi đã để lại biết bao niềm thương nhớ cho gia đình, người thân và bạn bè. Để nhớ lại những kỷ niệm đẹp và cũng là lời chào với người ở lại, mời quý vị và gia đình cùng lắng động giây phút sinh ly từ biệt. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sáng đâu? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ai ân anh đi tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mất tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son phai mờ, dù trong mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng vội vã, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè xa. Và rồi thu đến anh có mấy sao, cho đêm đêm có xanh hướng biển, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi, xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không ngủ sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Một tràng vỗ tay nữa để dành tặng cho anh Trường được không ạ? Cảm ơn cả nhà, cảm ơn thính giả quý vị. Hè xa và
thu đến đêm mánh sao cho đêm đêm kết thành ước miệt để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha sâu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu.
con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha thank you.
giấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.